con đâu rồi? Thì con bảo là mẹ con mất rồi. Bây giờ mẹ con không có mẹ rồi. Con bảo thế. Bạn lớn này bảo là bạn lớn này nhìn thấy đất trôi hết cả mẹ đi rồi. Và con bé này nó nhìn thấy mẹ trôi hết rồi, bảo là đất trôi mẹ rồi, thì mẹ thả cả con trai kia rồi thì không có mẹ. Hai bé này mẹ mất rồi này. Hai mẹ nó mất rồi. Đi về ở với cô nhé. À, bạn lớn này là 6 tuổi. Hai em, hai em cả cháu tuổi là cháu xác điểm hả? Vâng ạ. Đây là cố cá nhân của cô nhé. Cá nhân cô cho con nhé. Cho hai chị em nhé. Uống sữa nhé. Dạ. Còn hồi nãy là nhóm cũng đã trao cho gia đình con là 18 triệu. Dạ. Đâu cô nào nhận tiền đâu, đứng ở đây đâu. Con đứng ở đây. Đây. Đi nhá. À, cái này là em là cái gì của bé này? Đẹp. Gì? Gì ạ? Cầm tiền vô ra chị con. Tiền đâu cầm vô ra chị con. Gì ạ? Em nhận đó. Đây, em nhận đó. Xè ra để cho Quý Mạnh Thường Vương ở miền Nam biết nha. Trời ơi, xinh gái quá. Thích quá thì ở lại đây luôn đi. Về rồi em gửi hàng ra em nuôi luôn cả mấy mẹ con ngoài này, cả chị luôn. Đây là bố hả? Bố bác sư 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 ở, bố sư sư mẹ sư ở. Đây là gia đình này nha cả nhà. Đã nhận được 18 triệu của chi hội An Lạc Hạnh, đại diện với Mạnh Thường Quân miền Nam đi ra tới ngoài miền Bắc. Coi chừng lọt xuống nha. Rất là thương nha cả nhà. Cái này là cô, còn này là chồng nè, còn mẹ thì mất rồi nè. Đây là gì? Gì gái. Ủa mẹ bao nhiêu tuổi cô? Nhà này là...